Chào mừng các bạn đến với khóa học trực tuyến môn học phương pháp tính. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu chương thứ 5, phương pháp bình phương nhỏ nhất. Chương này gồm 3 phần. Phần thứ nhất là khái niệm, phần thứ hai là xây dựng công thức ở dạng tổng quát, và phần thứ ba giới thiệu cách sử dụng máy tính ứng dụng cho một số công thức ở dạng đặc biệt. Chúng ta vào phần thứ nhất là khái niệm. Giả sử chúng ta nhận được một cái bảng giá trị gồm có n cặp giá trị, thì phương pháp bình phương nhỏ nhất là phương pháp yêu cầu chúng ta xây dựng một cái công thức thực nghiệm theo cái dạng fx cho trước, sao cho thỏa mãn cái điều kiện là tổng s phải đạt giá trị nhỏ nhất. Chú ý ở đây, ii của chúng ta là giá trị đề bài cho, nó là giá trị đúng. Fxi là giá trị sắp xỉ mà chúng ta tính được tại điểm xi. Như vậy thì cái tổng s ở đây chính là tổng bình phương sai số. Chúng ta xong phần thứ hai là xây dựng công thức fx tổng quát. Giả sử công thức fx của chúng ta có dạng tổng quát là a1 nhân với hàm f1 cộng a2 f2 cộng cho đến an fn, trong đó f1 f2 cho đến fn là những hàm có cái dạng được xác định trước, chẳng hạn như là dạng đa thức, dạng lượng giá hoặc là dạng mũ, dạng logarit, vân vân. A1, A2 cho đến AN là những tham số mà chúng ta cần phải tìm để sắp xỉ cái hàm fx này theo một cái bảng giá trị cho trước. Phương pháp bình phương nhỏ nhất yêu cầu tổng bình phương sai số phải đạt giá trị nhỏ nhất. Như vậy chúng ta sẽ lập cái tổng S chính là tổng bình phương sai số. Vậy tổng bình phương sai số thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị đúng, chúng ta trừ đi cái giá trị fxa là giá trị đúng. Muốn cái tổng này đạt giá trị nhỏ nhất thì chúng ta thấy rằng cái trong cái tổng này của chúng ta thì vì cái xi, các cái giá trị xi này là những giá trị cho trước, do đó các f1 xi, f2 xi, fn xi là những con số cụ thể, ii cũng là con số cụ thể. Như vậy biến số trong cái tổng này sẽ là a1, a2 cho đến an. Do đó cái hàm f này chính là một hàm n biến số, và hàm f này đạt giá trị nhỏ nhất nếu như các đạo hàm riêng theo các biến số là triệt tiêu. Từ n phương trình này chúng ta sẽ đạo hàm và chúng ta lập được một cái hệ gồm có n phương trình, n ẩn số, ẩn số ở đây là từ a1 cho đến an. Giải cái hệ này ra thì chúng ta sẽ thu được A1, A2 cho đến A này, và chúng ta thiết lập được công thức. Chúng ta xong phần thứ 3 là một số công thức ở dạng đặc biệt. Thế thì nếu như dạng fx của chúng ta nó rơi vào một trong mấy cái dạng đặc biệt ở đây thì máy tính bỏ túi của chúng ta có cái chức năng hỗ trợ để chúng ta có thể bấm máy tính giải ra được, lấy ra được giá trị của các tham số a, b, c ở đây, không cần phải lập hệ, không cần phải đạo hàm giống như ở 1.5.2. Thế thì máy 570EF và máy 570MF, tôi sẽ giới thiệu các bạn cách sử dụng hai cái loại máy này. Thế thì trước hết là để nhận dạng đã. Thế thì đối với cái dạng thứ nhất A cộng BX thì trên máy 570EF chúng ta sẽ chọn cái dạng A cộng BX. Còn trên máy 570MF thì chúng ta sẽ chọn dạng link. Tương tự như vậy cho đến dạng thứ 7. Làm sao để chọn được các dạng này thì các bạn vui lòng xem thêm ở phần hướng dẫn sử dụng máy tính ở chương thứ 5. Tôi có hướng dẫn chi tiết các cái bước nhập máy tính để chúng ta có thể chọn được những cái dạng như vậy. Chúng ta xét một cái ví dụ. Chẳng hạn cho một cái bảng giá trị gồm có 4 giá trị như ở trên máy. Yêu cầu lập công thức thực nghiệm theo 3 dạng A, B và C, dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất.
Trước hết là chúng ta sẽ làm dạng A trước. Thì chúng ta nhận thấy rằng là cái dạng A nhân với E mũ BX này là dạng đặc biệt. Nó là dạng đặc biệt ở trong cái bảng 5.1, ở trong mục 5.3. Như vậy thì vì nó là dạng đặc biệt cho nên là các bạn xem phần hướng dẫn sử dụng máy tính, và chúng ta sẽ nhập bảng giá trị vào máy tính, và chúng ta sẽ thu được ngay kết quả luôn mà không cần phải giải hạn. Như vậy chúng ta rút ra được công thức đặc biệt. Chúng ta đã xây dựng xong công thức cho các bảng giá trị vừa qua. Câu B, chúng ta có dạng y bằng ax mũ 4 cộng bx bình phương cộng c. Thì chúng ta thấy rằng đây không phải là dạng đặc biệt, nó không nằm trong cái bảng đặc biệt đó. Vậy thì chúng ta sẽ đưa nó về dạng đặc biệt bằng cách là đặt đổi biến x lớn bằng x nhỏ bình phương, thì chúng ta sẽ đưa được một công thức ở dạng đặc biệt ax bình phương cộng bx cộng c. Khi nó đã trở thành dạng đặc biệt rồi thì chúng ta sẽ nhập vào máy tính. Tuy nhiên vì chúng ta đổi biến cho nên cái bảng giá trị của nó sẽ bị thay đổi. Ở đây chúng ta chỉ đổi biến x thôi. Như vậy thì cái bảng giá trị là x sẽ thay đổi, chúng ta sẽ bình thường lên. Còn y thì chúng ta không đổi biến cho nó, chúng ta không thay đổi. Thì chúng ta sẽ dùng cái bảng giá trị mới này và chúng ta nhập vào máy tính thì chúng ta sẽ thu được kết quả. Các bạn nhớ là kiểm tra, chú ý xem phần hướng dẫn sử dụng máy tính ở chương số 5 và chúng ta đưa ra được công thức cần tìm. Câu C, chúng ta có dạng A chia X bình phương cộng BX, thì rõ ràng là cái dạng ở câu C này nó không rơi vào dạng đặc biệt. Và chúng ta cũng không thể đổi biến để cho nó về dạng đặc biệt được. Chính vì thế chúng ta sẽ dùng cách dẫn ở mục 5.2. Đầu tiên chúng ta sẽ lập cái tổng bình phương sai số. Ở đây để dễ theo dõi thì chúng ta xem cái hàm 1 trên x bình phương này là hàm F1, còn x là hàm F2. Như vậy chúng ta sẽ có là y bằng A nhân với F1 cộng với B nhân với F2. Và áp dụng cái công thức ở mục 5.2 thì chúng ta lập được một cái hệ đạo hàm như thế này. Thì trong cái hệ này thì chúng ta thấy rõ ràng là các cái giá trị xy và yy này là đề bài đã cho ở trên cái bảng giá trị. Vậy chúng ta lần lượt bung cái tổng này ra thì chúng ta sẽ thu được cái hệ chỉ còn hai biến số là a và b thôi. Thì cái hệ này hai phương trình hai ẩn số dễ dàng lấy được kết quả a b, chúng ta có được công thức cần thiết. Như vậy tóm lại, để xây dựng công thức nghiệm bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem cái hàm mà người ta cho, cái công thức mà người ta cho có phải là dạng đặc biệt hay không. Nếu là dạng đặc biệt thì chúng ta xem phần hướng dẫn sử dụng máy tính để chúng ta lấy thẳng kết quả các tham số luôn. Nếu như công thức của chúng ta không có dạng đặc biệt thì buộc lòng chúng ta sẽ phải dùng cái mục 5.2 để chúng ta thiết lập cái biểu thức S và đưa ra một cái hệ phương trình. Giải hệ phương trình đó chúng ta sẽ thu được các tham số cần tìm. Các bạn sinh viên chú ý là chúng ta cố gắng nghiên cứu thật kỹ phần hướng dẫn sử dụng máy tính và làm thêm, tự làm thêm, tự rèn luyện thêm những cái bài tập ở chương 5. Chúc các bạn học thật tốt chương thứ 5 này.